Anh em, hello, hello guys, welcome back to trường. Hello anh em, Zack và Amzip và AMZP. Đây cái mặt trận mà mình mong chờ nhất trong cái set đầu tiên. Zack, tỷ số hiện tại là 2-1 nghiêng về team Queso. Nếu như theo dự đoán của mình là mình đoán là team Queso thắng với tỷ số là 3-1, hiện tại đang dẫn tới tỷ số 2-1. Phải nói là Ruben đánh hay quá. Ruben đã thắng Hajime rất hay. Và các bạn biết là trước đấy thì Hajime đã thắng Kill Clean Sweep với team Queso với tỷ số là 3-1. Thực sự quá tự ấn tượng. Tuy nhiên thì gặp Ruben thì đó là một chuyện khác. Ok, quay trở lại với lại Zack và AMZP. AMZP là một player mình chọn trong cái team Fantasy. Còn Zack thì luôn là một cái player mình thích nhất. Tuy nhiên thì hiện tại Zack đang chơi một cái deck của Hajime. Cái deck mà Hajime Lava Heroes Miner. Đây, deck không có Big Spell. Tuy nhiên thì nó gặp một cái deck khá là... Mình nghĩ là AMZP sẽ có một cái Earthquake. Nếu mà cái matchup, nếu mà các bạn xem so kỹ thì đây là cái matchup mà Hajime vừa thắng vừa trước đấy. Miner fail. Con Miner hơi sớm so với lại con Flying Machine, và anh ta phải đặt ngay một cái con Fisherman. AMZP đang gãy đầu. Không biết là từ như thế này thì anh ta sẽ bị rất khó để có thể thủ trong turn tiếp theo, đặc biệt là khi mà Zack anh ta dồn theo cách đánh của Hajime đó chính là dồn combo này cùng một land luôn. Đây là thời điểm mà AMZP anh ta hơi bất lợi thế. Zack anh ta có thể đá dồn quân một cách bình thường, Barbarian và theo cuối cùng là như là Miner hoặc là một cái Fireball. Nếu mình nghĩ là Miner để móc lốt. Sẽ bỏ hai con Warbreaker bên kia bởi vì là Warbreaker sẽ không có nhiều đam cho lắm. Anh ta cần phải không được rồi. Nếu như kiếm được mình dự đoán đó là fine. Còn Hunter phải bắn vào. Hunter không bắn vào con Mega Minions. Khó cho AMZP rồi. Dùng Miner trong tuần này là không hợp lý một chút nào. Tuy nhiên thì anh ta vẫn thủ được. Mà càng như thế này thì anh ta sẽ càng không thể vào trụ được. Rất nhiều đam từ đàn Lava Pup. Mà đây là Warbreaker. Bỏ luôn cái turn này luôn. Zack anh ta cần phải rất nhiều đam cho. Cần phải rất nhiều Ellie để dùng cái zone combo này. Zack anh ta đánh đúng bài. Và đúng như cái mình dự đoán. Thẻ cuối cùng của AMZP đó chính là cái Earthquake, chứ không phải là một cái Poison. Nếu mà Poison thì anh ta sử dụng rồi. Phải cố gắng làm sao để có thể bảo vệ được con Hunter. Đây là thời điểm mà Bomber đó, Bomb Tower đâu, cần một cái Bomb Tower ở đây là Hunter. Không kịp rồi. Warbreaker là dùng gian, tuy nhiên thì thôi xong rồi, con Skeleton Dragon đã vào trụ rồi. Bây giờ là một Miner và một Arrow nữa, ôm ơi. Có thể bảo vệ được không? Một đàn Barbarian như thế này làm sao thì được, AMZP sẽ có mất game này rồi. Miner không bắt được, bắt được Hunter rồi. Bomb Tower. Miner đập chết luôn cả Hunter rồi. GG, well play. Zack rút đó. Cái matchup này nghiêng về Zack nhiều hơn. Nghiêng về Zack nhiều hơn. Và đúng như cái matchup mà giống kiểu như ở trường khi gặp giới hưu, các bạn còn nhìn, nếu các bạn có thể xem lại ở trong cái replay trước đó chính là Hajime anh ta cũng thắng với cái matchup này. Cũng cứ y hệt như này và thẻ cuối cùng đó chính là Earthquake. Và gần như là không thể thủ được. Ok, chúng ta sẽ đến vào game tiếp theo. Ok, chúng ta sẽ đến vào game number 2, set number 4. Zack, AMZP. Thực sự là cái matchup này mình support cho hai player thôi. Nó không... Mình thì mình chọn là AMZP nhưng mà Zack vẫn là idol của mình. Tuy nhiên thì chúng ta không còn Zack của Hot Cycle nữa mà đây là Zack của 2020. Không, thực ra đã đánh mặt sắc của 2021 rồi. Let's go. Tỷ số hiện tại là nếu mà Zack thắng game này nữa thì chúng ta sẽ đến vào game 5, set number 5. Cái thứ 5 để Warbreaker Miner. Hai bên đều là Warbreaker. Tuy nhiên thì cái deck của Zack có nhanh hơn. Deck của Zack nhanh hơn deck của AMZP bởi vì là nếu mình nhớ không nhầm thì deck của Zack không có Bomb Tower mà dùng con Nai và
dùng con Nai và con Hunter Earthquake. Hợp lý rồi. Đúng là cái deck này rồi. Và con sẽ có một cái lock nữa, đàn bass. Không, con này không chưa có lock. Deck này hình như không có lock rồi. Miner đẩy lên và có sự support bởi một con Nai. Là mini tank trong 2 turn của Hit Hunter. Của Hunter. Không. Cũng có bomb tower, một cái đài rất chắc. Vậy thẻ cuối cùng là con Hunter rồi. Vì là không có lock. Nếu matchup này mà player nào đánh lock bait thì sẽ là rất là hay. Bởi vì lock bait sẽ có rất nhiều con để có thể câu. Có thể câu được cái deck kia. Set không chase được. Tuy nhiên hiện tại thì không có nhiều người player đánh lock bait cho lắm. Zack đang có lợi thế. Và nếu Zack ở trong thắng ở trong cái game này nữa thì mình nghĩ là mình thua rồi. Mình mọi dự đoán của mình fail rồi trong cái matchup này. Mình dự đoán là Team Peso thắng Pháp với tỷ số là 3-1. MGP anh ta đang bị hơi bị mất bình tĩnh. Bởi vì là trong những turn như này anh ta đang bị không biết là sử dụng nào con nào defend đã. Đàn bát và hai con archer cực kỳ là khó chịu trong khi con Nai không thể chạm được những cái turn này. Con Nai đi lên và làm chết bởi con đàn bát luôn. Bây giờ là Worldbreaker Hunter một cái lock. Tuy nhiên thì có Zack anh ta có lợi thế rất nhiều bởi vì là anh ta kiếm được đam đến từ Earthquake. Anh ta cũng không ngại gì ở sử dụng Earthquake trong tuần này. Bây là Fireball. Earthquake sẽ lợi thế hơn về Fireball. Bởi vì Earthquake đang tác động lên building. Fireball thì cái vùng rộng của nó thấp hơn. Và hơn nữa là nó support cho phần con Miner cực kỳ tốt. Mình nghĩ là Earthquake mà ngày xưa là Earthquake đi cùng với lại các cái team các cái con tank tanker to thôi, mid rare Dragon thôi. Nhưng bây giờ thì Miner Earthquake đi tốt. Đặc biệt là đặt cái mắt trận ở trong cái thời điểm hiện tại Expo rất nhiều. Miner Earthquake vẫn là một điều gì đấy khác biệt. Và đây là thời điểm mà Zack anh ta đang thể hiện cái bộ mặt vượt trội của mình ở trong cái matchup này. Có lợi thế hơn rất nhiều, nhanh hơn, xoay nhanh hơn. Và đây là Lock và Earthquake không? Không, anh ta muốn thủ một con Miner đã. Bên kia thì MGP anh ta cũng không sử dụng được Fireball nữa cơ. Zack, mình nghĩ là anh ta xung lên chơi chắc ăn hơn là anh ta sử dụng phải thủ trước đã. Nguy hiểm quá khi hai con Archer. Vẫn có một hit đến từ Archer. Còn Hunter đâu, chặn lại đi. Có một hit nữa đến từ Hunter nữa. Tuy nhiên thì Miner bị bắt bài rồi. Tỷ lệ hiện tại là nghiêng về Zack. Tuy nhiên thì Earthquake chúng ta cần phải hai một cái Earthquake và một lock nữa. Hoặc hai lock nữa, nếu mình nhớ không nhầm. Bắt được Miner. Tiếp tục bắt được Miner và đây là một cái bomb tower rồi. Đây là thời điểm một Miner, một Earthquake nữa. Liệu rằng là RGB có bắt bài được không? Bắt bài đi, Miner. Bắt lời fail rồi mà Earthquake. GG, well played. Congratulations, Zack. Let's go, game number 5. Yeah. Congratulations, my idol. Yeah.